Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai đội tuyển U23 Hàn Quốc và đội tuyển U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, mình xin gọi tắt là U23 UAE nhé. Và đây là lượt trận đầu tiên của vòng bảng ở đấu trường U23 châu Á và sẽ được diễn ra vào lúc 22:30 ngày 16 tháng 4. Và theo đánh giá thì đội tuyển U23 Hàn Quốc sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội tuyển U23 UAE với mức kèo là 1,25, mức kèo cũng có thể tăng 1,5 và hạ xuống còn một trái, mức tài xỉu là 2,5, 2,75 và 2,25. Tỷ kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có tạo một kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo, thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nhé. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận, sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của đội tuyển U23 Hàn Quốc và đội tuyển U23 UAE thì Hàn Quốc đang bất bại trước UAE với 3 trận thắng và 2 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển U23 Hàn Quốc thì Hàn Quốc toàn thắng cả 5. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển U23 UAE thì UAE thắng 1, hòa 1 và thua 3. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào đội tuyển U23 Hàn Quốc chấp 1,25 hoặc là một trái nhé. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì đội tuyển U23 Hàn Quốc đang được đánh giá là nhỉnh hơn đội tuyển U23 UAE về mọi mặt. Thứ hai nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì thậm chí là U23 Hàn Quốc cũng còn đang áp đảo hơn nhiều so với đội tuyển U23 UAE nữa. Cái thành tích thi đấu thời gian vừa qua của đội tuyển U23 Hàn Quốc thì nó cũng đang cực kỳ ổn định. Ngay lượt trận ra quân ở vòng bảng mà chỉ gặp một đối thủ cũng không quá mạnh là U23 UAE và đang mất phong độ nữa thì đây sẽ là cái cơ hội không thể nào tốt hơn để cho đội tuyển U23 Hàn Quốc có được chiến thắng đầu tay. Với lực lượng mạnh nhất ở trận này cộng với phong độ ổn định và hiệu suất ghi bàn tốt thì với mức kèo này mình nghĩ chắc cũng không làm khó được đội tuyển U23 Hàn Quốc đâu. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn đội tuyển U23 Hàn Quốc chấp nha. Mức tài xỉu là 2,5, 2,75 và 2,25. Những lần gặp nhau trước đây ở cấp độ đội tuyển U23 của hai đội á, thì đa phần cũng có khá nhiều bàn thắng được ghi. Và ở những lượt trận giao hữu vừa qua thì cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 UAE đang có hiệu suất ghi bàn đều đặn. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn và cũng sẽ có nhiều bàn thắng được ghi. Và cũng không loại trừ khả năng là U23 UAE đang có phong độ không tốt thì U23 Hàn Quốc họ sẽ tận dụng được cái cơ hội này để có chiến thắng đậm không chừng. Dự đoán sẽ là 3-0 hoặc 3-1 nghiêng về cho U23 Hàn Quốc. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,5 và tài xỉu là 1,5. Dự đoán hiệp 1 với điểm tựa sân nhà, xin lỗi, với thực lực mạnh hơn cộng với phong độ ổn định hơn thì U23 Hàn Quốc sẽ có 1 hoặc 2 bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn U23 Hàn Quốc chấp nha và đá tài. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn U23 Hàn Quốc và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.